Hi, xin chào mọi người. Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ đưa các bạn đi dạo một khu ở Ansan, khu Sambutong ở Ansan nha các bạn. Hàn Quốc về đêm nha các bạn. Các bạn thấy Hàn Quốc về đêm thì như thế nào? Đẹp không? Mình thì thấy rất là đẹp nên mình mới chia sẻ hình ảnh rất là đẹp cho các bạn xem. Wow, ở trên đầu các bạn nhìn thấy không? Có hai cái máy bay á, máy bay đang bay á. Máy bay đang bay nhìn đẹp không ạ? Wow, đẹp không ạ? Để mình xây xung quanh cho các bạn xem ha. Chút nữa mình ra bên giữa cho các bạn xem. Khu này là khu Ansan nha các bạn. Khu Ansan này có rất là nhiều người Việt đang học tập và sinh sống làm việc ở đây nha các bạn. Khu này thì khu bây giờ là có công viên nè, ăn uống nè, giải trí nè và những hoạt động về tình nguyện nè. Rồi chỗ đây đối diện các bạn là chỗ Hang Tô Binh Quên ha. Hang Tô Binh Quên là bệnh viện lớn ấy các bạn. Bệnh viện này bệnh viện lớn á. Nha các bạn nhìn thấy không? Rất là đẹp không? Đối diện các bạn là những bóng đèn soi. Mình rất là thích cách thiết kế Hàn Quốc ha. Nhìn đẹp các bạn. Đối diện các bạn đó là chỗ vui chơi của trẻ em ha, nhà cầu trượt rồi á, xích đu rồi những trò chơi rất là vui vẻ. Xin chào bạn. Bạn cho mình hỏi bạn có phải là người Việt Nam không? Bạn đang sinh sống và làm việc ở Hàn Quốc à? Anh nào biết ạ? Đang phỏng vấn mà, phỏng vấn cầm mic, cầm micro nói chuyện rồi nhá. Chào cả vợ thân nam Sara và Evita. Tôi gì? Việt Nam Sara hiểu? Cứ Hàn Quốc hay sao mới á? Hay sao mới á? Hàn Quốc. Hay sao thử đi theo. Hàn Quốc ở đâu? Hàn Quốc chỗ ăn chỗ nào? Hàn Quốc ăn chua. Tôm ăn chua à? Ăn chua. Vì ăn chua à? Mẹ cứ cái ấy bự anh nhỉ? Hàn Quốc chả làm ăn chua. Nú cô vậy? Ý nú cô ý gì vậy? Hai người. Hai người. Ba bố vậy? Ha 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 ha. Các bạn nhìn thấy qua cầu mặt trăng nhìn đẹp không ạ? Nhìn giống như mặt trăng luôn ha. Rồi mình đi tới trước, mình quay xíu cho các bạn xem. Mình đang phỏng vấn một người bạn đi cùng, anh ấy rất là tào lao mấy lao, mang đập với lao đi xe xe. Đây là mình đang ở ga Sunbu Yeot nha các bạn. Sunbu Yeot ha. Đây có rất là nhiều người ngồi chơi rồi. Dưới kia có bóng đèn đẹp không cô? Xuống có bóng đèn nghe chơi. Có rất là nhiều người Hàn Quốc ra ngồi chơi hả các bạn? Giãn cách xã hội. Giãn cách xã hội. Anh này thấy gái là tướp nhào tới các bạn. Gà đây là gà Sunbu ha, cửa số 4 ha. Tạm nhi.
vĩ đại. Các bạn nhìn thấy đẹp không? Hầm âm xuống đất đúng không? Gương gương. Mình đứng chỗ đây mình quay một vòng cho các bạn xem hàng vào. Đẹp không? Không có vào đêm rất là đẹp không ạ? Có lẽ hôm nào mình sẽ quay trực tiếp cho các bạn xem ha. Hôm nào mình đi Seoul nữa. Đi Seoul đi chơi rồi mình quay cho các bạn xem hả các bạn. Đó là sân bu giấc. Wow, nhìn lá cầu ấy xì mặt trăng luôn. Bên kia là khu ăn nhậu các bạn. Bên kia công ty mình hay qua đá nhậu. Hay qua đó ăn nhậu các bạn. Nhìn thấy đẹp không? Wow. Mình rất là thích hình ảnh, rất là sắc nét. Wow, có đôi tình nhân này rất là dễ thương. Em bé ngủ. Ngồi ngồi. Phương bạn. Hả? Phương. Chúc anh lên ván ngồi chưa? Phương ngồi em ván ngồi. Hả? Mưa ly á. Ở quán cà phê kia nè, thiếu gì? Ván đi đi, đi vào vào ăn chung quá. Anh lên làm biếng thôi đi á. Xuống ga nè. Thôi làm biếng quá thôi. À rồi xong. Ông lười quá không phấn tôi. À lại quay đáng đẹp ra qua ghi chi. Wow, nhìn thiết kế mấy khách sạn nhìn đẹp quá à. Khách sạn không? Khách sạn ở Hàn Quốc ha. Nhìn thiết kế mấy khách sạn nhìn đẹp. Kỳ luôn. Ibis Hotel Namu Hotel Piano. Nếu ngày xưa anh đứng bước qua con đường mưa,
đi vào cái khúc đèn này. Đèn này không đẹp bằng cái chỗ hôm bữa mình quay cho các bạn xem ha. Chỗ hôm bữa thì đẹp hơn nhiều. Đẹp không bạn? À, nhìn thấy đẹp không? Wow. Đẹp mơ lia luôn hay. Thiết kế đường xá xe cộ công viên nhà nghỉ rất là đẹp. Đó. Đẹp không bạn, đẹp không? Hoa hồng nha rất đẹp ha, thả cây hồng lên trên này luôn. Chỗ đó là chỗ đỡ tập nữa các bạn, tập miễn phí á. Bên hàng được nghĩa là công viên là nó sẽ có những cái chỗ tập thể dục miễn phí á. Hình như trong Sài Gòn bây giờ cũng có chỗ tập miễn phí hay sao các bạn. Dạng nghe giống như thế này nè. Cứ đến tập thôi, tập miễn phí thôi. Wow, chỗ này có đánh bowling nè các bạn. Chỗ này có chỗ đánh bowling ha. Wow. Bowling. Tầng 1 là Thác Cu Chăng. Tầng 2 là An Kiên Quân. Tầng bơ 1 là Thác Cu Chăng. Tầng 1 là An Kiên Quân. Tầng 2 là Ca Cu Trâm. Tầng 4 là Tăng Cu Chăng. Sông Mặt Chăng. Và bowling là tầng 5. Cúp phư. Anh nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp quá.
viên ở chỗ đấy gần nhà mình nha các bạn. Nhìn rất là đẹp ha. Hôm nay mình đi Seoul luôn vậy. Cảnh Seoul, xã cảnh Seoul đẹp tuyệt luôn các bạn. Đẹp tuyệt vời nha mình trời luôn ha. Đây là cái chỗ tắm nước nóng luôn các bạn. Công ty mình lúc trước còn hay qua đây ăn này. Công ty mình ăn ở đây nhiều. Ăn bún rồi á, vô đây ăn. Chỗ kia là khu chơi giải trí rất là nhiều các bạn, đối diện trước mặt các bạn á, khu vui chơi giải trí rất là nhiều. Mình rất là thích khung cảnh chỗ này, sống nơi rất là đáng sống các bạn. Tối mình ra mình ngồi ngắm cảnh rồi không gió rất là mát không, tối ngày hè ra mát tập thể dục tản bộ rồi rất là thích thấy quá à. Hôn chân em như cánh tay hoa đời em trong phút giây ai đâu không hát 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 nó bị dính ông Huyền đó bạn. Oh, anh này đi cái cao hen. Cái Việt Nam mình biết nào chơi được cái này như thế là đẹp nhất. Nói đừng nói Việt Nam, nói vua mình đấy. Vua mình đó. Nó chơi được giờ được chết của mình. Hả? Cái tên bắt trên thì là công viên trước đẹp. Dưới này là ga tàm Việt Nam này. Cậu lên coi này. Cậu biết mà, cậu quay rồi mà. Cậu đi cái đấy, cậu đi suốt mà. Đây Việt Nam mình khác gì công trình vĩ đại. Thang máy mà coi này. Các bạn nhìn thấy thang máy mà đứng ở trời luôn các bạn. Thang máy ở trời xét đi nóc rồi này, thấy không? Kính rồi. Đây là công viên mà dưới tàu điện ga tàu điện ngầm. Nhộn nhịp nữa. Đây khác gì công trình vĩ đại mà. Nếu ở quê mình, không? Nhìn ghê không? Ghê không? Ghê không? Việt Nam mình xây cái đường sắt không à, trên cao không xây có mười mấy cây. Xây 20 năm chưa xong. Mười ba km xài 20 năm chưa xem mà biết là làm có gì như vậy. Thành phố nhiều quá thôi. Thôi đừng nói bậy à. Đang quay video à. Đừng nói bậy à. Ở đâu cũng có, nói chung là thế giới ở đâu cũng có. Kính lực đó. Cái đó 12 ly, 15 ly. Đập không bớ đâu nha. Thôi mình đụng vô bớ á bạn. Thôi kiếm nào ngồi. Thầy gớ ngồi đi. Thầy gớ cháu hồi nãy ngồi á. Ngồi. Trời ơi. Đang quay video á. Ừ, <dạ. cười> lắm rồi lắm đặt quá nói gì vậy? tua lại coi đi coi lại chỗ đây 10 lần cho tao cây view của tao giãn cách bình thường mát mẹ trời ơi, kiểu lạnh trời ơi lạnh nậu con đuôi ở trăng hay ra kia lạnh ở nhà mặc phải lạnh 12 độ kiểu lạnh
Ừ. Có một cá là Hàn Quốc không có như Việt Nam mình. Việt Nam mình ngồi là có cốc mỗi xài là tới và bán rồi còn nguyên như có cốc này. Hai cái giống mình bán kem. Ngày xưa còn tính đi bán kem mà. Cốc nè, ối nè, cốc lắc xài lắc nè, ối nè, trứng cút nè. Tiền không á. Nhưng mà ở bên hàng là không có buồn. Bán kem lúc trước cậu tính mua xe kem nữa đi bán mà có thời gian á. À cháu mình bán đi. Thì làm cả đêm thì cả ngày cả đêm bán. Đúng mình đã đỡ kem ngon ha, dọn thịt rồi là hết. Tấu ra đây bán. Ra đây bán không mà lên núi ấy, lên núi nhà mình ấy. Sao lên núi nhà mình nhảy đầu cứ mua 500 cây kem gì lên ra đó bán ngàn rưỡi lận ngàn cây, đêm bán 10 cây thôi. Lưu vay có ông anh 200 ngàn tiền Việt. Hai ngàn Việt Nam làm cả ngày. Mình bán riết hay người ta mình bán 246, 357 vậy không? Người ta giờ người ta biết người ta tới mua. Con quen đây là người ta mua nhiều con quen đây. Riêng này, cái riêng mua bán cục kéo rồi, hát bỏ ly rồi hát rồi. Vui giao nhảy pop rồi. Đây sao này có được mấy viên mấy gì? Đang ngày thường à, đang ngày thường à. Viên như chung người chung bu vậy. Ngày lỡ cổng dám đi, ngày lỡ người đông. Wow, sắm hai máy quay. Hả? Máy này ảo hơn. Thôi. Thôi bye bye các bạn nha. Chúc các bạn một buổi tối thật là vui vẻ ha. Tập đếm đây nè. Chào tập đếm đây. 1 2 3 This one may night ten tell one. Thôi bye bye các bạn nha các bạn. Mình tắt máy nha. Hẹn gặp lại các bạn ở clip sau ha. Bye bye.